Đây, bạn ở một lô này này bạn. Tiếp theo này. Tiếp tục skip. Wow, 15 Nayla với lại 10 Ravenbolt các bạn. Rồi, tiếp tục này. 3 đến 5 rune chain. Ok, hai cả nhà nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại cái series về Monster Legend. Là mình đây, Tú Trần nhá. Ok thì mình hôm nay mình sẽ bật lực full tiếng Việt cho các bạn, sau đó thì mình sẽ cố gắng sub lại ha, sub tiếng Anh lại các bạn để cho những bạn nước ngoài cùng xem nha. Tại vì lượng người xem chủ yếu Việt Nam của mình là chiếm tới 50-60%. Còn người nước ngoài thì chiếm tầm ít thôi các bạn. Ok. Rồi. Thì mình up xong các bạn, mình đang up trứng các bạn, Red to Zero các bạn, Red to 0 ha. Rồi, thì xong cái event mà vote thì mình nhận được một cái rương các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mở hết các cái rương ở trong này luôn nha. Mở nha. Chúng ta sẽ có rương gì đây? Rương Relic đồng nè, rương quái vật Metropolitan nè, rương chết tier 3, mình sẽ mở ra mình nhận được cái bạn này. Ui, ông này mình chưa có nha. Rồi mình mới có chưa ta? Đó, hai cái ha, hai mới ba cái này. Đây nữa, rune legendary lich multiplier check 3. Rồi đây cái này nữa ha, có bạn Ravenbolt này. Rất là nhiều rune mình chưa mở đấy các bạn. Đây thì trong cái event vote The Wicked Dead này các bạn, thì mình sẽ chắc là bạn nào cũng có ha, mốt xong thì nó cho một cái rương này các bạn, thì mình sẽ nhận được 10 bạn này, 10 bạn Rig với lại hai cái avatar. Rồi cái first art kit như này, đây mở random các cái phần thưởng các bạn. Rồi Halloween free là quắc rồi này, mới chứ, Halloween mới chứ. Rồi một 6 cái rương legendary. Oh my god, một cái rương level 5. Ok, rồi mở nha. Nó sẽ mở những cái rương cũ nhất các bạn. Đây, 87 cái rương, cái rương đồng nha, cái rương đồng các bạn, cái rương relic đồng. Ok các bạn, đợi mình xíu, mình hạ cái âm thanh xuống xíu này. Rồi, open on, mở hết luôn nha các bạn. Vô. E-Houting, Bunister, Wood, Cold Chap, Slowing Chap, Seeking Shell, Salmon Stop, Chain Mart. Rồi Charging Stop, E-Houting Wood, Cold Stop, Lâm Lâm. Rất là nhiều đồ đồng các bạn. Một cái đồ bạc này, Light Banner, một cái đồ bạc nha. Tiếp tục. Thường là mở các rừng đồng này luôn, nó sẽ có thêm cái đồ Legendary các bạn, đồ màu tím ấy. Mà không biết là hôm nay mở có không nha. Rất là nhiều luôn, 86 cái không. Vẫn chưa có cái đồ vàng nha. Đồ vàng cũng chưa có luôn các bạn. Đây vàng mới nói xong luôn, Friendship Sale. Ok, mình cần đồ Legendary nha. Đồ tím các bạn. Không có cái nào luôn. Bạc nè. Rồi xong hết, không có một cái rương, không có một cái cái món nào relic là huyền thoại nha. Tiếp theo nha, mà mình sẽ mở cái Metropolitan nè. Mình sẽ được một bản Mythical về một chiếc Metropolitan các bạn. Em hy vọng là một quái vật mình chưa có nha. Ừ. Ở chiều 4 các bạn. Đây là một bạn kèn kèn nha các bạn, có cái chiêu evasion nha, đặc trưng. Mình có rồi nha. Rồi chúng ta sẽ mở Silver Relic Chest đi. Tiếp tục là tìm kiếm Legendary Relic nha các bạn. 53 cái này. Em có không? áo này, gậy này, giáp này, lá cờ này, đồ tím đâu rồi? Ra một món đồ tím ok nha. Không ra một món đồ nào luôn. Quá là đen luôn. Rồi tiếp tục ha, mình mở một cái này. Thôi mà mở hết rương
Ủa và mở luôn đấy các bạn, mọi thứ thứ tự luôn đấy các bạn. Multiplayer Jet Tier 3. Rồi cái rương này là mình nhận trong hình như là ở trong Legend Pass thì phải. Nyla the Revenant thì mình có chưa ta? Chắc có rồi. Skip. Đây bạn này hình như là trong cái multiplayer đợt free chứ các bạn. 20. Rồi thêm 20 cái bạn ở một lò này này các bạn. Tiếp theo này. Tiếp tục skip. Wow, 15 Nyla với lại 10 Raven Boss các bạn. Rồi, tiếp tục này. 3 đến 5 rune chest, ok. 2 đến 4 rune chest tiếp này các bạn. Bèm. Mấy cái này mở cho vui ha, tại vì đa số toàn là đá cấp 1 các bạn, đá 1 2 nha. Rồi. Level 3. 7 cái nha. Mình skip hết nha. Rồi được cái này. Cái này được cái này. Ok. Tiếp theo là Draco. Mở được rồng Draco này, 10 mảnh nha. Với lại một 12 mảnh của Gristory. Tiếp theo. Được 20 mảnh các bạn. Rồi tiếp theo là lại là Draco các bạn. Draco, nó là Draco các bạn. Epic Sale, chúng ta sẽ mở được sale của Epic nha. Các cái mảnh theo 30 mảnh của Seraphim. Dầu tiếp nào. 30 mảnh của một bạn hà mã Hippo các bạn. Ok. Rồi Mythic Run, Resolve Chest. 15 Stardust. Rồi tiếp tục mở tiếp 11 cái nha. 30 Lutum. 30 cái Nebula. 10 cái Nectar các bạn. Rồi. Đây nữa. Stardust nữa. Rồi run lên level 5 các bạn. Bim. Halloween free chest. À hay xui chứ mà sẽ có được trứng quái vật mythic nữa các bạn. Wow. Còn đa số là xui à. Mở cho vui thôi các bạn. Dễ gì mà có đồ ngon. 10 cái special currency Stardust. Tiếp tục. Em lại là những cái kênh cái hồi nãy nha. Tiếp. Cái cuối cùng nha. Yo. Elementium. Rồi 6 Legendary Monster các bạn. Ok, mình sẽ có được 6 Legendary Monster. Rồi 6 bói vật điện thoại nào. Fairy. Tiếp theo nào. Bèm. Bạn này, này hình như mình chưa có nè. Samuel the Fly to Carry. Tiếp theo nha. Nidaria. Yo. Tiếp. Flaky. Ngày xưa bạn này cũng vui rồi bạn này. Bạn này ra cũng rất là vui luôn. Kiểu Joker ấy. Tiếp theo này. Dungeon Master. Yo. Tiếp. Quốc Ratty. X3 đam ha. Tuyệt vời. Rồi. Còn lại 4 cái rương các bạn. Tiếp theo rương level 5-10 này. Skip. This week level 7. Yeah. Ok, ok luôn cả nhà. Rồi mở hết luôn các bạn. Level 5 rune. Team stamina các bạn. Được cái này. Và cái rương cái này. Cái này nữa. Rồi xong. Là số những cái đơn ha. Không có speak cho, không có speak rune các bạn. Tiếp theo ha. 10 bạn này các bạn. Vô, mở nào. Hai rune. Garfun, cái này bạn này mình chưa có này. Với lại 15 Super Can. Tiếp tục là hai mảnh. Rồi bạn là full
Her Stop chắc cũng chưa có luôn. Rồi cái First Art Kick này các bạn, thì mình sẽ có được những cái phần thưởng ngon này. Một cái duy nhất. Bây giờ cái này không biết còn tác dụng không này. 5 Token Survival. Ok, rương cuối các bạn. Rương nhận được quái vật trong The Walking Dead nha. Ok, 10 rương của Rick. 10 bạn Rick, sorry. Ok, xong rồi nha. Như vậy là mình đã được một số Legendary nha. Một số đá. Một số đá để add vào cho nhân vật này. Với lại không một số mảnh ha, mảnh của các bạn quái vật này. Mà không biết là hồi đây chưa có các bạn. Rayful thì gần đủ ha. Ravenbolt này cũng chưa có luôn, trong đâu có quái vật free nhưng mà vẫn chưa có này. Chavinus Real the Divine vẫn chưa có luôn. Ok, cái Bounty Hunter cập nhật và tình hình Bounty Hunter các bạn thì 2 ngày mình bận các bạn, cho nên là mình không tham gia cái Bounty Hunter nhiều. Thì mới để chỉ đi tới cái level 3 thôi này. Cái vòng thứ 3 nha. Và mình có được 1000 Bounty Coin thôi. Thì mình sẽ mua được bạn Red Rock này, bạn Tanker này nè. Đây. Thì mình sẽ chắc sẽ mua được. Nhưng mà khi mình làm, nếu mà tìm được bạn boss này nè, mình nếu top 1 tới top 4 sẽ được 30 cái này rồi nè. Thì mình nghĩ là nên tiết kiệm ha, để mình mua các cái bạn trong shop khác các bạn. Đây, mua trong những quái vật này nè. Còn có mấy ngày thôi, còn có 2 ngày, 3 ngày thôi thì hết rồi. Rồi đó, tiết kiệm để mua các bạn này mình chưa có, hai ba bạn này, bốn bạn này mình chưa có luôn. Wow. Tại vì là bạn này, hai bạn này mình Madaka này là mình còn thiếu có đây, 44 cái nữa. 44 cái sale nữa ha. Đây, ok. Trời má. Bận quá các bạn, không vứt tầm mình một ngày rưỡi ấy, không đi. Cái khúc này là mình sẽ đi tìm quái vật vẫn chưa có các bạn. Nó nằm một loan đây, không khu vực bên này các bạn này, nhưng vẫn chưa thấy nha. Lucky Shot. Thêm một cái stamina nữa. Ồ, là mình nhận được 7 cái bạn Madaka này. Ồ, như vậy là bạn này cũng free luôn. Free trong này luôn cả nhà. Thì cố gắng mở được Lucky Shot ha, thì sẽ có được thêm nhiều mảnh của bạn cái phần này. Ok. Nhưng mà chúng ta sẽ không cần mua. Còn ba bạn này thì mình sẽ cố gắng mua này. Bạn này là 2007. Wow, nhiều nha. 2002 này, 2002 là mua được hai bạn này. Tổng cộng là 4400. Rồi, ok nha. Thì như vậy là xong video về mở rương các bạn. Mình hy vọng thì chúc các bạn may mắn trong cái bộ truyền hình cũng như là trong game Star Legend nhé. Rồi bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video mới nè. Ok, yes.